Mèo bánh xèo xin chào các bạn. Con người chúng ta thường có những trận đấu trên võ đài để tìm ra ai là kẻ mạnh hay ai là người thắng cuộc. Động vật cũng có thể như thế. Bởi hôm nay, tất cả chúng ta sẽ cùng đến với một trận battle của ba thanh niên bọ cạp, nhện và họ hàng gần xa của Tiểu Cường. Theo thông tin mình được biết từ chị Google, thì bọ cạp có nọc độc hại tế bào làm hủy thần kinh. Bọ cạp dùng nọc độc của nó để giết hoặc làm tê liệt con mồi. Hành động này khá nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, chú nhện Tarantula nhà ta cũng không thua kém, bởi tất cả các loài nhện đều có khả năng giăng tơ để bẫy mồi. Võ sĩ cuối cùng của chúng ta chính là bé Tiểu Cường, một con vật được giới chị em xanh lá nhiều nhất và phải dùng võ bảy trọ khi nhìn thấy bọn này. Nói đến đây thôi thì cũng đủ thấy trận đấu này hấp dẫn như nào rồi đấy. Vì vậy mà anh bảy không để chúng ta đợi lâu mà đã cho bọn chúng bắt đầu sáp lá cả. Úi úi, chỉ trong vòng vài nốt nhạc mà chú nhện và chị cạp đã lao vào cấu xé nhau, mặc kệ Tiểu Cường còn loay hoay ở một góc khuất, trông nó như kiểu ủa đây là đâu và tôi là ai vậy trời. Với vẻ ngoài cứng cáp, chị cạp chẳng ngán ngẩm bố con thằng nào, bà dùng cái cặp càng trời phú của mình mà quăng chú nhện ra cả 100 mét, khiến ổng phải loay hoay một hồi mới đứng vững được linh hồn. Và khi đã bình tĩnh thì Spider-Man bắt đầu dùng tuyệt chiêu quăng màng nhện vào đầu bọ cạp, làm bà phải chạy tám hướng né đòn, nhìn như muốn sụt 10 ký thì mới thoát ra được. Nhưng dường như ánh mắt chị đã va phải một lối thoát bên trên cái hộp, thế là bà cũng nhanh chóng tìm cách bỏ chạy, chứ đấu như này thì ngủm lúc nào không hay. Tuy nhiên tên nhện kia rất hung hăng và xảo quyệt, hắn ta quyết chiến không cho chị cạp có đường lui. Cảm thấy bản thân không còn đường núp, chị bắt đầu nhào vào solo 1-1 với con nhện dai như đĩa này. Không má nào chịu thua má nào, còn Tiểu Cường thì như một ông trọng tài bất đắc dĩ. Nó chả dám hó hé với hai anh chị đang nổi máu chó điên. Sau một lúc giằng co thì bọn chúng cũng đã thấm mệt. Ba cặp liền quay đi chỗ khác mà thở hổn hển như một con chó, để còn lấy sức chơi khô máu với thanh niên nhện kia. Cơ mà trong lúc bọ cặp quay lưng đi thì trọng tài Tiểu Cường lại sơ ý lạc vào tầm mắt của nhện. Yêu ai vãi này thì trọng tài này. Thế là chẳng để con mồi chạy thoát, nhện bắt đầu dùng những cái chân của mình để giữ Tiểu Cường và liên tục dùng miệng ngấu nghiến nó. Mặc cho trọng tài Tiểu Cường liên tục ra tín hiệu SOS cứu tôi, trời ơi cứu tôi, vùng vẫy trong vô vọng dưới cái họng sắt nhọn của nhện. Cũng hên là có lẽ như ông bà đang gánh Tiểu Cường còng lưng, vì trong giờ phút lâm chung, bỗng nhiên bọ cạp xuất hiện giải cứu nó thoát. Đúng là mạng Tiểu Cường lớn thật mà. Sau cú chít đó, trọng tài Tiểu Cường quá sợ hãi mà đái ra quần liền tìm cách bỏ trốn. Bà cứ liên tục bỏ lên thành hộp. Thế nhưng 10 lần cố gắng bỏ lên thì hết 11 lần ngã lăn cù ra đất và xém xíu lại trở thành con mồi lần thứ hai. Trông cũng tội nhưng thôi cũng kệ phải không các bạn. Tình huống này khiến hai đối thủ cạp và nhện cũng bất lực đứng hình. Rồi sau vài phút nghỉ ngơi, cuộc chiến lại bắt đầu tiếp. Lần này chú Spider-Man quyết tấn công trước, ổng dùng mấy cái chân của mình mà đè vào càng của bọ cạp. Thấy thế, chị cạp cũng chẳng có ý định đứng yên chịu nhục, chị bắt đầu xông vào dùng hai cái càng của mình mà bấu chặt vào người đối thủ hòng kẹp đứt người kẻ thù. Cuộc chiến dần trở nên hỗn loạn, khắp nơi vương vãi toàn là những dây tơ nhện cùng nọc độc của bọ cạp nhả ra. Sau 7.749 phút trôi qua, cả hai vẫn chưa phân được thắng bại. Thấy thế bọ cạp quay đi tìm lối thoát, chứ đấu với con quỷ nhện này mất sức VL. Trọng tài Tiểu Cường thì cũng không dám lên tiếng phân định thắng thua, không khéo một chút là bị chúng nó dí đăng xuất luôn chứ đùa. Trận chiến tưởng chừng đâu một sống hai chết này sẽ đẫm máu, nhưng bất ngờ chúng ta lại có trận hòa. Đây cũng là kết quả tốt đẹp nhất, vì cũng may không có án mạng nào thăng thiên phải không bà con. Mấy thứ lúc nhúc trước mặt chúng ta đây là mấy con kiến, nếu đứng một mình trông nó có vẻ hiền lành nhỏ bé đáng yêu, nhưng nhìn chúng ở với theo bầy đàn, bạn sẽ không tưởng tượng được rằng chúng nó nguy hiểm cỡ nào đâu nhé. Để chứng minh cho các bạn thấy chúng nguy hiểm cỡ nào, hôm nay anh Sáu Gảnh Gỗi sẽ làm thí nghiệm cho các bạn xem. Là một họ côn trùng thuộc bộ cánh màng, nó là chị em thân thiết với ong vò vẽ, kích thước bé xíu chỉ vài mm, nên đôi khi chúng ta vô tình dẫm chết mấy ẻm cũng không sao đâu. Nhưng mà mấy con ngứa ngáy này, chúng nó sống theo bầy đàn, dù có hàng trăm hàng nghìn con kiến thì cũng chỉ có một con kiến chúa thôi. Giang Sơn này chỉ có một vua, kia là những cái trứng kiến, những trứng đó sau này sẽ là thành viên lao động của tổ kiến. Cho ai chưa biết thì kiến ăn nhiều loại thức ăn, một số ăn hạt giống, săn động vật khác và có cả loài ăn nấm, nhưng hầu hết chúng thích đồ ngọt. Ông anh mở tủ lạnh ra, lấy liền một con rết cho bọn kiến. Đây là con rết đầy chân, kẻ độc ác trong thế giới côn trùng. Liệu chuyện gì sẽ xảy ra khi để 100 con kiến ở cùng con rết? Ai mới là người chiến thắng đây? Có vẻ mấy con kiến này hiếu khách quá. Bạn mới vừa vào chơi đã quấn lấy bạn, nhảy vào đòi hun bạn rồi. Con rết chưa gì đã cào cào cái chân muốn bay ra ngoài, xem ra em nó đã cảm thấy bất ổn. Nhưng dù thế thì cũng biết chạy đi đâu được đây. Mấy con kiến bắt đầu tấn công cái chân của con rết trước, vì rết nhiều chân quá nên khiến nó không thể tiếp cận được vùng thịt ngon lành, đành cắn cái chân của con rết trước. Chơi gì mà kỳ quá bây. Mấy con kiến đã dần làm chủ được tình hình, nhào rô khiến con rết thấy mẹ thấy cha, một cuộc rượt đuổi, cố gắng thoát khỏi vòng vây nhưng không thành. Con rết chả biết làm sao vì bị bọn kiến đánh hội đồng, chẳng biết đường nào mà né mà cắn đáp trả. Sau một lúc bị hội đồng gia đình nhà kiến vây cắn, con rết trông có vẻ bất lực buông xuôi, ẻm treo ngược người lại để cố tránh. Còn mấy con kiến thừa nước tiến tới sông pha, thể hiện skill leo trèo để cắn kẻ lạ nhiều chân này. Vậy là chỉ trong chớp mắt, mấy con kiến đã hạ gục được con rết khổng lồ to hơn trăm lần cơ thể chúng nó. Ấy đã có một cái chân rơi xuống. Hình như con rết đã ngủm củ tỏi, ẻm bị quay vòng vòng bởi mấy con kiến luôn. Tôi không thấy có sự kháng cự nào từ con rết nữa. Thật là nhanh chóng quá mà.
Các bạn có thấy số lượng chân vơi dần, còn số lượng kiến tăng lên không? Cơ thể của con rết cũng đang vơi đi từng một bộ phận. Sau một hồi ăn ná thở, thì mấy con kiến cũng vừa ăn vừa dự trữ, kéo thức ăn vào đầy tổ cho cả những đứa con. Các bạn thấy mí con kiến kinh khủng chưa? Chúng nó hạ gục con rết chỉ trong chớp mắt. Bởi vậy kiểu như này thì con voi còn chết, chứ con rết thì nhầm nhò gì phải không anh em? Chuyện là hôm nay hơi buồn, thế nên anh chàng Nhật Bổn quyết định đi bắt chuồn chuồn về chơi xem có đỡ buồn không. Cuộc gặp nào trên đời cũng là duyên phận, anh tỏ ra rất trân trọng nó, thế là hảo hán quyết bế bé chuồn chuồn này về nhà nuôi luôn. Đây là nhân vật chính của chúng ta, em nó thường được gọi với cái tên chuồn chuồn kim. Chuồn chuồn kim là tên gọi chung để chỉ các loài côn trùng thuộc phân bộ cánh đều. Loài sát thủ này có hình dạng khá giống chuồn chuồn ngô, tuy nhiên cơ thể chúng nhẹ và mảnh mai hơn nhiều. Phần trán có chứa đôi mắt, phía dưới trán là gyrus, một phần tạo nên khuôn mặt của động vật chân khớp. Các cơ quan bắt mồi labrum được đặt ở môi trên và trên đỉnh đầu có ba con mắt được gọi là ocelli, giúp đỡ chúng đo cường độ ánh sáng. Chuồn chuồn kim có sải cánh dao động từ 18 đến 19 mm. Con chuồn chuồn này lia cam đỉnh vãi anh em ạ. Nó cứ xê xê cái mặt tới chỗ cameraman và bày ra gương mặt đầy khả ái. Đó là lý do chúng ta có thước phim này đây. Nhìn mặt em nó hài hài kiểu gì ấy nhỉ? Kể ra nuôi mấy con này rồi nhìn chúng cũng vui vui, để thưởng cho cái tâm trạng đang đi lên, anh đập bếp một con muỗi tặng cho con chuồn chuồn. Chuồn chuồn thấy đồ ăn ngon thì chộp lấy ngay. Ối cầm ngược rồi ông cháu ơi, đôi bàn chân gầy gò ốm yếu của muỗi đã giúp nó thoát khỏi chuồn chuồn trong gang tấc. Con chuồn chuồn tỏ ra tiếc nuối, kiểu nước đi này hơi sai cho em đi lại đi anh. Thấy ông anh không giúp đỡ, nó trở mặt ngay liền. Thật là một khuôn mặt đáng sợ phải không nào các bạn, hoàn toàn khác với khuôn mặt đáng yêu lúc nãy. Đúng là ai rồi cũng sẽ khác mặt. Anh Bổn cho nó một cơ hội nữa. Với kinh nghiệm lần trước, lần này chuồn chuồn vồ gọn con muỗi và ăn ngấu nghiến. Dù đôi cánh đang bị một thế lực nào đó tóm lấy, nhưng em nó kiểu cái gì vui vẻ thì mình ưu tiên, gì chứ ăn cho no cái bụng đã rồi tính. Ở một góc quay khác, anh Bổn không thấy gì ngoài hai con mắt to chà bá. Khuôn mặt này được ổng đánh giá là dễ thương, ủa chứ dễ thương chỗ nào dị trời, là dễ thương dữ chưa kìa các bạn. Anh Bổn có vẻ thích bé này, anh liên tục cho bé thức ăn ngon, đấy đấy miếng ăn đến miệng rồi mà còn không đớp được. Này chỉ có dâng tận rô cuống họng mới đớp được luôn hả mậy, chỉ cần em thích thì anh sẽ chiều, có người cầm giúp việc ăn uống cũng suôn sẻ hơn. Nó xé con mồi thành từng mảnh, vẻ mặt vô cùng tận hưởng. Khúc này em nó đã no, nên vụt con mồi không thương tiếc. Còn đây là nhà mới anh Bổn đã tự tay đề co cho em nó. Nhìn nội thất là biết cái tâm rồi chứ gì, cơ mà thà có còn hơn không. Con chuồn chuồn vậy mà tỏ ra thích thú với nơi ở không ồn ào, rất phù hợp cho người hướng nội như em. Nó gật gật cái đầu như một lời cảm ơn đến Bổn. Kể từ đó, chuồn chuồn và anh Bổn sống hạnh phúc bên nhau đến trọn đời. Video review giải trí của mèo hôm nay cũng đã hết. Mèo Bánh Xèo xin cảm ơn cả nhà đã xem video. Đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mèo nhé. Hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai ạ.